Xin kính chào các bạn đã đến với kênh Tech Episode nha. Và bên đây mình xin chia sẻ các bạn cách để khắc phục được một cái lỗi nhỏ. Đây, cái lỗi mà khi mà video á, các bạn mở video trên trình duyệt, rồi bạn dùng OBS để quay cái cửa sổ video đó, thì nó bị tối đen đi. Đây, để mình để từ khóa là video trên trình duyệt bị tối đen khi quay bằng cửa sổ OBS, hoặc là OBS quay màn hình video trên trình duyệt bị đen. Đó, thì mình không biết cái giải thích như nào để ngắn gọn nhất, mình để hai cái từ khóa nè. Đây, thì để mình sẽ minh họa luôn. Rồi ở đây trình duyệt Google Chrome nha, mình mở một cái video trên YouTube. Thì video này mình để livestream chơi thôi, mình sẽ bật lên. Rồi mình sẽ vào OBS, mình thêm vào cái window cấp trời nha. Đó, quay cửa sổ, ok. Window mình chọn là cái video này, ok. Thì đây bạn thấy bình thường phải không? Mình sẽ mở một cái cửa sổ mini, kiểu như mình xuất màn hình livestream ra. Này. Rồi anh quay lên top. Mình sẽ mở một trình duyệt mới nha. Đó, mình sẽ để đây. Đó, và các bạn thấy nè, khi mình chuyển một trình duyệt mới hay một cái tab hay một cái ứng dụng mới, thì cái video trên cửa sổ trình duyệt nè, đó, nó bị đen đi, nó bị tối đi. Mình phải mở lại. Đó, thì nó mới sáng lên. Thì để làm sao để khắc phục được cái tình trạng này, mình sẽ chia sẻ luôn nha. Rồi, thì đầu tiên các bạn vào cho mình cái link đây. Mình sẽ để link này dưới phần mô tả nha. Rồi, copy. Thì bạn dán cái link này vào trong phần link của phần trình duyệt. Thì cái link này áp dụng cho toàn bộ cái trình duyệt nha. Mình ví dụ như là mình dùng cốc nè, Google Chrome, hoặc là cái trình duyệt của mặt đỉnh của Windows đó, hoặc là Firefox đó, đa số trình duyệt luôn. Mình sẽ copy, copy toàn bộ. Sau đó mình vào trình duyệt, mình dán vào trong link nha. Dán vào. Rồi, sau đó bạn ấn Enter. Rồi khi mình nhập cái link, nó sẽ tự động bo vàng cái điểm này luôn nha. Đây, cái điểm này cần chú ý nè. Đó. Thì mặt đỉnh của, thường là mặt đỉnh của trình duyệt, nó sẽ bật là Enable luôn. Đó. Thì mình sẽ tắt nó đi. Mình nhấp đây. Mình chọn Disable. Đó. Rồi sau đó sẽ bắt đầu mình là khởi động lại cái trình duyệt. Mình chọn là Reload. Rồi, vậy ok nha. Bây giờ mình sẽ mở lại video nãy. Ok, bây giờ mình sẽ vào OBS để kiểm chứng lại nha. OBS Windows cấp chờ, mình sẽ default lại, mình sẽ chọn lại nha. Rồi ok, mình sẽ mở một cửa sổ để chứng minh nha. Đó, cửa sổ để mình có thể nhìn thấy được cái màn hình nó không còn bị đen hay là bị đen nữa. Đó, Windows Project nè. Đây, mình chọn On Way On Top. Rồi, mình sẽ chuyển sang Google Chrome nha, mình thử xem sao. F5 YouTube. Đó, thì cái màn hình nó vẫn bình thường nha, nó không có bị đen giống như hồi nãy nữa. Coi như là mình đã khắc phục được rồi nha. Rồi thì video của mình đến đây đã kết thúc rồi nha. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên ấn nút like video này nếu video hữu ích, và ấn nút đăng ký để ủng hộ kênh nha. Cảm ơn các bạn.